Một cô gái người Nga tên là Nana đến Trung Quốc để du lịch. Bởi vì không hiểu tiếng Trung nên mọi thứ đều rất bất tiện với cô. Nhưng cô ấy lại vô tình gặp được Tiểu Kiệt. Ngày thường Tiểu Kiệt cũng có học được một chút tiếng Nga. Không ngờ rằng lại có tác dụng vào những lúc như thế này. Trong khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, tình cảm đã nhanh chóng nảy sinh. Nhưng rất nhanh sau đó, Nana phải quay trở về nước Nga. Tiểu Kiệt bởi vì nghe theo tiếng gọi tình yêu mà dứt khoát xách hành lý ra phi trường, bay đến nước Nga xa xôi. Khi Tiểu Kiệt gặp lại Nana, anh nói rằng mình muốn đến gặp cha Nana để xin cưới cô. Nhưng Nana lại cảnh báo Tiểu Kiệt, cha của cô ấy là một người đàn ông cổ quái, không dễ đối phó đâu. Nhưng Tiểu Kiệt lúc này không hề có chút gì gọi là sợ hãi. Vì thế, hai người bắt đầu lái xe đi về hướng ngôi nhà ở ngoài ngoại ô. Nhưng mỗi một đoạn đường ở nước Nga đều rất nguy hiểm. Lúc này, bánh xe của Nana đã bị kẹt ở trong nền tuyết. Cô chỉ có thể lấy điện thoại ra để sử dụng quyền trợ giúp từ người thân. Không bao lâu sau, người quản gia lái một chiếc xe tăng đến để giải cứu bọn họ. Bởi vì không gian bên trong chiếc xe tăng khá hẹp, nên Tiểu Kiệt chỉ có thể ngồi ở trên nòng súng đại pháo. Trên đường đi, anh ta xém chút nữa đã bị đông thành đá. Mà bên này, cha của Nana, ông Canut, mặc dù bề ngoài trông có vẻ vạm trợn, nhưng khi biết được con gái và con rể đang trên đường đến đây, ông liền một mình đứng tập nói chuyện với không khí cả nửa ngày trời. Vì sợ rằng mình sẽ trở thành trò cười trước mặt của con gái và con rể, cho nên đã căng thẳng đến mức quên mặc quần. Mãi cho đến khi được cô người hầu nhắc nhở, ông mới hoảng hốt chạy đi mặc quần và ra ngoài cửa đón con gái. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt bị băng tuyết bám đầy của Tiểu Kiệt, ông lập tức ngây ngốc. Bạn trai của con gái không phải là người Nga. Điều này đối với một ông lão cổ hủ như Canut mà nói, đây thật sự là một điều không thể nào chấp nhận được. Ông ấy cho rằng con rể của mình phải là một người Nga chính thống. Bất kể là người ở nước nào, nếu không phải là người Nga thì đều không thể chấp nhận được. Vì thế trong lúc ăn cơm, ông đã cố tình gây khó dễ cho Tiểu Kiệt. Hơn nữa, còn lấy ra loại rượu cực mạnh của nước Nga, rót vào trong mười mấy cái ly, sau đó pha với nước lã và rượu vodka. Hai người sẽ ngẫu nhiên lựa chọn đồ uống. Nếu như người nào có biểu hiện say rượu thì xem như thất bại. Từng ly rượu lần lượt được uống cạn, Tiểu Kiệt và Canut đều làm ra bộ dáng uống rượu như uống nước lã. Mãi cho đến khi tất cả những ly rượu trên bàn đều bị uống sạch, trọng tài tuyên bố hai bên hòa nhau, khi Tiểu Kiệt mới gục xuống bàn mà say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó anh được những vệ sĩ nhẹ nhàng ném lên trên giường. Mà Canut thật ra vừa rồi cũng là giả vờ làm ra vẻ vậy thôi. Khi nhìn thấy con gái và con rể đã không còn ở đây, ông cũng lập tức ngã xuống đất. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy Tiểu Kiệt và Nana đã sinh ra mười mấy em bé lai, góp phần làm tăng tỷ lệ sinh nở ở nước Nga. Mà người làm cha vợ như ông ấy được tổ quốc trao tặng huân chương khen thưởng. Điều này đã khiến Canut sợ hãi đến mức phải giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ. Những đứa cháu của ông ấy tuyệt đối không thể là con lai. Vì thế, ông ta lập tức lôi kéo Tiểu Kiệt đến phòng tắm xông hơi, vì muốn tận tình chăm sóc cho tên Trung Quốc không biết tự lượng sức này. Mà lúc này, Tiểu Kiệt cũng đã thành công sống sót bước ra khỏi phòng tắm hơi còn nóng hơn lửa này của nước Nga. Thậm chí, anh còn làm theo truyền thống của nước Nga. Sau khi xông hơi xong, thì phải khỏa thân ngâm mình vào trong hồ nước giữa tuyết trời lạnh giá. Hơn nữa, còn phải liên tục ngụp đầu xuống hồ nước lạnh. Nhìn thấy Tiểu Kiệt kiên cường như vậy, Canut lại nghĩ ra một chiêu mới. Gọi anh bạn trai cũ của con gái đến, người mà trước đây đã bị ông từ chối. Trước đây, anh ta đã bị Canut ném vào trong khinh khí cầu, sau đó trực tiếp bay đến Siberia. Bởi vì mạng lớn nên anh ta mới có thể sống sót quay trở về. Mà lần này, Canut tìm anh ta đến chính là vì để cho Tiểu Kiệt nhìn thấy. Canut đặc biệt chuẩn bị cho anh ta một chiếc xe Hummer, còn sắp xếp anh ta giúp mình diễn một vở kịch. Mục đích của ông chính là làm cho Tiểu Kiệt biết khó mà lui. Nhưng anh bạn trai cũ là một người không đáng tin cậy. Vừa gặp mặt, anh ta đã đem mọi câu từ mà Canut dặn nói nguyên si, đã vậy còn quên trước quên sau. Hiển nhiên, những lời nói đầy sơ hở này, Tiểu Kiệt và Nana vừa nghe đã lập tức nhận ra, anh ta chính là do Canut mời đến. Hôm nay, Canut dẫn theo con gái, Tiểu Kiệt, bạn trai cũ và vài người giúp việc cùng ra ngoài đi săn. Rõ ràng, mục đích cũng là vì muốn chỉnh Tiểu Kiệt. Canut cố tình đưa cho Tiểu Kiệt một cây súng bị hư, hại anh ta suýt chút nữa đã bị gãy xương bả vai. Ngày hôm sau, Canut lại đưa một mình Tiểu Kiệt vào trong rừng, còn nhóm người thì ngồi thảnh thơi nhóm than để nướng thịt. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, Tiểu Kiệt thật sự dùng cây súng hư đó để bắn hạ một con gấu. Cứ như vậy, anh ta đã thuận lợi thông qua bài sát hạch của Canut. Nếu như thử võ không được thì tôi sẽ thử văn. Canut lại tiếp tục tung chiêu, ông đã sử dụng chiến thuật mà khiến tất cả những người con rể phải cảm thấy ngượng ngùng nhất. Đó chính là gọi tất cả những họ hàng bà con thân thích đến cùng nhau ăn cơm. Nhưng trong bữa tiệc, Tiểu Kiệt không những không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn đứng trước mặt mọi người mà nói ra tình cảm của mình dành cho Nana. Sau đó, trong lúc bọn họ đang đi trượt tuyết, Tiểu Kiệt đã không màng đến an nguy của bản thân mình, trực tiếp nhảy xuống hố băng để cứu Nana. Mặc dù sự thật là Nana không hề rơi xuống nước, nhưng hành động này của anh đã làm cho Canut có chút dao động. Nhưng sau khi bạn trai cũ của Nana thêm dầu vào lửa, khiến Tiểu Kiệt buộc phải rời xa Nana. Về phần Canut, ông vẫn giữ vững lập trường của mình, tuyệt đối không đồng ý chấp nhận Tiểu Kiệt. Canut đưa cho Tiểu Kiệt một ví dụ,
một con chó sủa gâu gâu và một con mèo kêu meo meo. Hai con vật này giống như mối quan hệ giữa Tiểu Kiệt và Nana vậy. Chó thì phải nên ở chung với bầy chó mà sủa gâu gâu, còn mèo thì phải nên ở chung với đồng loại của nó, đó chính là một quy luật hiển nhiên. Sau khi nghe xong, Tiểu Kiệt dường như cũng đã nghĩ thông rồi, cho nên anh quyết định không tiếp tục ở bên cạnh Nana nữa. Bạn trai cũ thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành công ngăn cản Tiểu Kiệt và Nana ở bên nhau, cho nên chuẩn bị lái xe rời khỏi nơi này ngay trong đêm. Mà đúng lúc này, Tiểu Kiệt cũng kéo hành lý đi đến. Bạn trai cũ cũng đồng ý để cho anh ta lên xe. Hai người cứ như vậy, chuẩn bị cùng nhau rời khỏi nơi này. Trên đường đi, bạn trai cũ đã nói cho Tiểu Kiệt biết nguyên nhân tại sao mình và Nana lại chia tay. Chính là bởi vì người cha vợ này quá khủng bố rồi. Vừa nghĩ đến sau khi kết hôn, phải ngày ngày chịu đựng tính khí cổ quái của người cha vợ này, anh ta liền không thể chịu đựng được. Mà lúc này, ở trong nhà của Canut đau lòng đưa mắt nhìn cô con gái của mình. Trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Đồng thời, ông cũng nhìn thấy lá thư mà Tiểu Kiệt để lại cho Nana trước khi rời đi. Sau khi xem xong, ông mới hiểu ra Tiểu Kiệt là thật lòng yêu thương con gái của mình. Vì thế, ông đã hạ quyết tâm đuổi theo mang Tiểu Kiệt trở về. Trong lúc bạn trai cũ đang lái xe chờ Tiểu Kiệt rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một luồng ánh sáng. Canut lái chiếc xe tăng từ bên đường xông ra, chắn ngang đường đi của chiếc xe đang chở hai người. Bạn trai cũ nhìn thấy liền vội vàng bước xuống. Mà lúc này, Canut cũng đã nhân cơ hội mà leo lên chiếc xe, ngồi vào vị trí ghế lái, quay xe chở theo Tiểu Kiệt trở về nhà của mình. Lúc ở trên xe, Tiểu Kiệt và Canut đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cuối cùng, hai người đã giải quyết được những khúc mắc của đối phương. Ngày hôm sau, em gái của Tiểu Kiệt cũng từ Trung Quốc mà bay đến đây. Khi Nana lái xe đi đón cô ấy trở về nhà, nhưng giữa đường đi, cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện và chặn xe của họ lại, sau đó trực tiếp dẫn về đồn. Dù cho đích thân Canut tự mình đến để nói rõ tình hình, cảnh sát cũng không chịu thả bọn họ ra. Nhưng đúng vào lúc này, Tiểu Kiệt lái xe tăng chạy đến, sau đó vội vàng xông vào đồn, mắt thấy không thể nói đạo lý với đám người cảnh sát này. Trong lúc nóng giận, Tiểu Kiệt đã chạy ra ngoài, sau đó leo vào trong chiếc xe tăng. Vừa thấy Tiểu Kiệt lái xe tăng lao về hướng đồn cảnh sát, nhóm cảnh sát lập tức bị dọa cho ngơ ngác, liền vội vàng thả em gái của Tiểu Kiệt và Nana ra ngoài. Hóa ra, đây chính là một vở kịch mà Canut đã bày ra. Ông ấy chính là muốn kiểm tra xem thái độ của Tiểu Kiệt đối với người nhà của mình là như thế nào. Và hiển nhiên, Tiểu Kiệt đã thành công vượt qua được cuộc khảo nghiệm. Cuối cùng, dưới tiếng nổ của khẩu đại pháo xe tăng, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho Tiểu Kiệt và Nana. Bộ phim hài lãng mạn Trung Nga này có tên là How I Became Russian. Cuối cùng thì nam chính cũng có được cái tính khí bá đạo của gia tộc này. Trời đổ tuyết nhưng cũng không sợ lạnh, săn bắn gấu, lái xe tăng lao vào đồn cảnh sát. Đồng thời, bộ phim cũng dùng câu chuyện con rể gặp mặt cha vợ để thể hiện một cách nhẹ nhàng tinh thần đấu tranh của dân tộc. Đối với người trẻ mà nói, đây là một bộ phim hài, nhưng đối với các bậc phụ huynh thì đây lại là một bộ phim về chủ đề gia đình. Được rồi, tôi là Cần Cần. Hẹn gặp các bạn ở những bộ phim sau.